Hôm nay mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem một cái góc vườn nhỏ của nhà mình ha. Chứ vào mùa xuân trời lạnh thì ươm ở trong nhà như thế nào. Thì ở đây mình có những cái hạt giống mình đã ươm rồi nè các bạn. Thì mình ươm nó cũng cỡ khoảng 2 tuần. 2 tuần 3 tuần là nó lên nè, như vậy nè ha. Đó, cái này là mình ươm nhưng mà mình trồng ra đó. Lúc mà mình ủ thì mình có làm dấu, nhưng mà khi mà mình trồng ra thì mình quên làm dấu lên, mình không biết này là cái gì luôn các bạn, không biết là bầu hay là bí. Mình cũng có trồng lộn xộn nè. Đó, các bạn nhìn cái lá này thì nó nhạt ha. Còn lá bên đây thì nó có sọc gần, chắc này là bí nè các bạn. Tại vì cái lông nó nhám nhiều hơn. Còn cái bầu hình như là nó cái màu xanh của nó nhạt hơn và nó láng hơn hay sao á. Đó, mình trồng nhiều lắm. Ở đây là mình có thể là 8 chậu và có một chậu riêng, chậu này là mình không biết cái gì luôn. Không biết cái này cái gì luôn à. Mình trồng bí mà mình không đánh dấu á. Ở đây thì mình cũng đang ôm nè. Cái này là hình như là bí nữa nè các bạn. Nó cũng đang lên ha. Cái này thì mình quên mất tiêu là cái gì rồi. Còn ở đây nè. Ở đây là các bạn thấy mấy cái nhỏ nhỏ nó đang lên không? Đây là những cái cây cà gót đó các bạn. Mình ươm từ hạt đó, nó đang lên đó. Còn đây thêm một cây nữa là không biết cái gì. Ở trong đây mình có ngò gai đó, bữa hỏi mình mua lúc mình mới qua đó, mình mua ở tiệm châu Á các bạn. Xong cái mình đem về nhà, cái mình không ăn á, mình lấy gốc mình ngâm cà gể đó, mình trồng được nè. Đó ha. Còn cây lá dứa này là mình chừng nào để nắng ấm lên là mình sẽ thay trào đất cho nó, chăm sóc lại, tưới phân cho nó, tại mình chưa bao giờ tưới phân cho nên nó cứ vậy hoài. Cái này là của một người bạn ở bên Pháp gửi cho mình nè. Này là 2 năm rồi các bạn, nó cứ vậy hoài. Còn ở bên đây thì mình có bắp nếp Việt Nam rồi các bạn. Bắp nếp Việt Nam thì mình năm nay mình trồng nhiều hơn mọi năm. Đó, nó đang lên như thế này nè. Khoảng tháng 5 mới đưa ra được. Bây giờ mới có tháng 4 mà nó đã cao như vậy rồi. Còn đây là lung tung sabu hết, là có nghĩa là lộn xà ngầu chứ mình không có làm dấu, không biết cây gì luôn, biết được vài cây thôi. Cái cây này mình đang ôm nó lên nè, nè đây là cây ớt rồi các bạn, đó nó lên được là 5 cái khuôn nhỏ như thế này. Đây cây ớt nó nè, đang lên ha. Cái này chắc cũng bầu nữa hay là các bạn. Ở đây mình có trồng bầu, trồng mướp, trồng khổ qua. Cái này cây mướp bao tử nè các bạn, nó đang ra dây nè, đang chuẩn bị muốn leo rồi nè. Còn mấy cái này là hình như là hạt bí sặc hay dưa leo gì đó. Cái này là bí sặc hay dưa leo gì đó mình cũng quên rồi. Cái này hình như là mướp. Mướp hay sao? Rồi. Mình gói vô mấy cái lá này nó có cái mùi các bạn. Rồi mấy hạt bên cây bên đây, cây này là cây cây đậu đũa hạt đen này các bạn. Đậu đũa hạt đen mình ôm nó cũng lên nè ha. Bắp đây cũng có đó nè. Đây lên mấy cây hạt, hạt đậu đen và hạt đậu trắng. Đây là đậu đũa hạt đậu trắng nè. Đây là đậu đũa hạt màu đen. Còn ở đây là các bạn thấy mấy cây này không? Ba cây này của mình nè. 1 2 3. Ba cây này là mình trồng, đó là cây dưa lưới đó các bạn. Nó cũng lên nè, cây dưa lưới nè. Cái này là mướp bao tử của một chị bạn cho gửi cho mình. Còn ở bên đây thì có bầu, đó bầu mình đang lên nè, thấy không? Các bạn thấy hạt bầu không? Nó đang lên mầm nè. Đây cũng bầu nữa nè. Nó đang lên đó. Còn cây này là, cái này là cây đậu gồng này các bạn, mình có ôm lên nè các bạn. Mình trồng mình tùm lum hết trơn chỗ hết trơn á. Còn đây là cây dạ quỳnh của mình được cho khoảng 1 năm nay rồi các bạn. Được cho được một năm mấy 2 năm rồi đó. Cây trồng thì nó lượt lên, lúc đầu cho chỉ 1 2 lá thôi vì nó lên cao gì nè, hy vọng sau này nó sẽ cho hoa. Cái này là cây dạ quỳnh đó. Còn đây là cây quệ trắng nhà mình nè, trồng cũng được mấy tháng rồi các bạn, nó vẫn tốt nha nhưng mà nó còn nhỏ đó. Còn đây cây ổi bữa hổm mình mới cắt đọt nè, cắt đọt để cho nó ra tược mới đó. Mình có tưới nước pho gạo thường xuyên để cho nó có dinh dưỡng. Còn đây là thanh long ươm từ hạt của một chị bạn cho tới giờ còn nè các bạn. Rồi, cái này là cây đậu que của mình, 5 cây đậu que mình ươm từ hạt, là đậu que lùng ở bên đây nha các bạn.
đậu que lùn mà không có dạng như không có chỉ á. Đó. Đó. Mình trồng nhiều lắm. Con này lá dứa là ở bên Việt Nam đem qua nè các bạn, lá dứa của Việt Nam mình đó, hay còn gọi là lá nếp á. Nè đây đừng có hai cây gâu găm chen vô. Còn đây là cái cây tắc nhà mình, hiện tại có ba trái chín rồi, nó đang ra trái nữa các bạn, nó đang ra trái ra bông dưới này nè, có trái nè các bạn, đó thêm hai trái nhỏ nữa đây nữa nè. Đó mình cũng hay tưới nước cho gạo trong đây, không là nước rửa thịt cá các bạn, tưới vô cũng có dinh dưỡng ha. Rồi đây là cây cây thanh long ở từ Việt Nam mình qua. Ở đây mình có một chậu gâu găm nè, mình ươm mình cho nó dăm ra cành nè các bạn, đó nó đang ra ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem cây này là cây dọc mùng hay là còn gọi là bạc hà nấu bên chua các bạn. Còn này xả là bữa hổm mình mua xong mình về mình cắt ngắn rồi mình dăm cho nó ra rễ, xong rồi giờ nó lên cái rễ rồi nó lên đòn nè các bạn, mình trồng trong chậu ha. Còn ở đây nó cũng đang lên nè, lo nhoi nè các bạn. Đây là ngò rí mình ươm á, đang lên. Còn bên đây là nguyên một hàng là mình ươm bằng hạt, đó là cải kheo không, với lại cải bông cải xanh mà UNESCO, nó giống như bông cải trắng nhưng mà nó màu xanh đó các bạn. Còn ở đây là đậu bắp nè, còn mình cũng đang ươm nó đang lên ha. Bên đây gọi là mồng tơi, mấy này là mồng tơi chưa lên. Đó, ở đây mình cũng có bạc hà dọc mùng ha. Ở ngoài, ở đây là cái chậu gâu đắng của mình. Mình giữ trong nhà từ mùa đông tới giờ đó các bạn. Không dám ăn cọng nào luôn á. Đó. Đó, tốt phải không? Ở trong nhà là phải lấy bọc chùm lại. Mình hy vọng nó sống thôi. Nhưng mà có người nói là cái gâu đắng này có thể trồng ở ngoài vườn và nó chịu lạnh được. Nó mọc lan ra như cỏ vậy các bạn. Nhưng mà mình không có để ngoài vườn ha. Rồi ở bên đây, bên đây là mình trồng lá cẩm nè các bạn. Đó, lá cẩm của mình lúc mình mới về thì ông xã mình chỉ tưới nước chứ biết tưới nước thôi chứ đâu có biết chăm đâu. Nên giờ nó lên cao nhiều nghịu luôn á, nên mình cắt bớt. Giờ nó ra thêm nữa nè các bạn. Cái này là cây lá lốt của mình. Nữa chừng nào ấm lên là mình sẽ thay đất cho nó. Còn đây cũng là dòng mùng bà Hà nữa nè các bạn. Còn bên đây là cây ớt chuông nè, mình gieo từ hạt, từ cái trái ớt chuông mình mua cửa hàng về mình gieo, mình ôm ở trong này vô, nó đang lên ha, cũng nhiều lắm, mới lên được hai cây nè, mới lên được hai cây. Đó, bên đây thì mình gieo gì mình cũng không biết, nó chưa lên. Bên đây nữa là cà chua nè các bạn, cà chua mình ôm nó đang lên ha, đang lúm mầm lên ha. Đó thì nó cũng lên từ từ đó, thấy nó lên mộng thấy vui lắm các bạn. Đó đây là một số cái nơi góc vườn mà mình ươm cây giống các bạn, để cho mùa nó ấm lên đó, mình sẽ đem ra vườn mình trồng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn đi ra vườn xem dưới mình ha. Ở đây thì mình cũng có những cái hạt mình đang ươm nữa nè, đang ươm thêm nè các bạn. Đó ở trong đây là cái thùng mút mình trồng ngò ươm nè, cho nên mình phải lấy cái bịch mình chùm lại giữ ẩm cho nó nè. Trồng trong nhà là phải như vậy, bên đây trời lạnh nữa. Ngò ươm mình trồng trong đây. Ở chỗ nhà mình thì hiện tại đang sửa chữa cho nên còn bề bộn ở ngoài sân vườn lắm các bạn. Đó, cho nên chưa có hoàn tất xong cho nên vườn năm nay cũng không được đâu vô đó chơi lắm ha. Ở đây là mình có một cái thùng chứa rác thải phân hữu cơ nhà bếp nè các bạn. Mình chứa vô đây, mình để cho nó làm phân ở dưới ha. Còn ở đây là những cái chậu dâu tây của mình. Đó, những chậu dâu tây của mình. Những cái lá khô này kia nọ đó là mình ấy ra hết, mình để cho nó sạch sẽ. Xong mình tưới nước lên. Đó, ở đây cũng là chậu dâu tây của mình. Hy vọng là nó sẽ tốt và cho trái nhiều ha. Ở đây mình có bông tulip nó đang ra, nhưng mà tại vì cây mấy cái cây của ông xã mình lúc mà mình ở Việt Nam, ông xã mình với cha chồng á dẹp cây qua đây nó tối quá, bởi vì nó không mọc được nhiều các bạn. Đó, đẹp không?
Đó, đẹp ghê chưa? Còn đây là tỏi của mình trồng hồi tháng 12 tới giờ. Đó. Còn đây xà lách mình mới mới gieo, mới trồng nè. Đây là xà lách của mình ha. Còn đằng này là nó là cái bông cải xanh. Bông cải xanh nhà mình. Ở đây mình có hai chậu hoa của cha chồng cho hồi năm ngoái các bạn, bây giờ nó trổ hoa rồi, nó ra cỏ luôn rồi nè. Hoa đẹp ha. Hoa màu tím. Đây tulip màu vàng. Mình nhìn đẹp không mọi người? Đằng đây mình cũng có tulip nguyên màu dọc hàng ngày luôn, có tulip mà tại vì thiếu ánh sáng cho nên nó không mọc đều á các bạn. Đó, đây cây màu đỏ đẹp lắm này các bạn. Đẹp chưa? Ở đây thì mình có hai cây việt quất rồi các bạn. Cây việt của nó đang ra ra tược á. Nó đang ra tược. Nó đang ra tược, chỗ này ra tược, cái này cũng ra tược, đang ra tược ha. Đây là cái cây bơm của mình, nó cũng đang ra nè các bạn. Vô mùa xuân ấm là bắt đầu ra tược hết nè. Cây này là cái cây cherry nè các bạn, nó cũng đang ra nè ha. Còn cây bên đây là cái cây kaki á. Kaki là cái cây hồng á các bạn. Nó cũng đang nhú mầm ra nè ha, ở trên nè. Đó. Nó còn hơi lạnh. Đây mình cũng còn tulip nữa nè các bạn. Hoa tulip bèo nhèo hết trơn rồi, bị cây cối che rồi. Nhà mình còn làm cho nên chưa được xong hết đó. Mình cũng làm đất nhổ cỏ xong hết rồi đó ha. Mình có treo mấy cái chậu này ở trên có mấy cây để mình trồng hoa các bạn. Đó, để mình đưa hoa xuống. Thêm một cái hoa tulip màu cam này các bạn, đẹp không? Rồi ở đây mình còn còn hẹ, hẹ này nó sống được mùa đông nha các bạn ha. Hẹ với cibulet của bên này giống như là hẹ vậy đó, nhưng mà nó hành lá hành cọng nhỏ vậy đó. Đó, nó vẫn còn sống ha. Còn đây díp cá của mình nó đang lên nhưng mà nó thiếu nắng á hay sao không mà nó lên, nhưng mà cái màu của nó màu đỏ đỏ các bạn. Còn ở đây thì mình đã gieo xuống rồi này. Đây là những cái cây củ kiệu các bạn. Đây là củ kiệu của Việt Nam mình đó. Mình đem qua lúc mà mình về Việt Nam á, mình đem qua đây mình trồng nè. Đó. Mình trồng gì nữa từ từ nó tốt thì nó sẽ nhảy củ cao hình thêm ha. Nó đây là củ kiệu của Việt Nam các bạn. Còn đây cây chuối nhà mình nè. Năm ngoái nó cao tượng nhưng mình về Việt Nam nên mình không có lấy lá chuối làm gì được hết á. Cái để ông xã mình để đại, mình kêu ông xã đem vô với mình để cái chân ở dưới bóng mát ở dưới gốc cây với chỗ cái mái mà nó che. Ô, chứ đồ này các bạn. Cho nên cây chuối nó vẫn còn sống nè, như cho các bạn xem đó. Nó đang đâm chồi lên màu xanh dờn luôn các bạn. Ở phía dưới thì nó bị héo hết rồi nhưng mà nó đang đâm chồi lên màu xanh nè. Là nó sống đó. Ở đây thì có mấy cái kẻ này nè các bạn, có đất á, cái mình chen hành lá vô mình trồng đó. Mình trồng lên thì nó lên thì mình cứ ăn thôi ha. Mấy chỗ nào mà có đất là chen hành lá vô được, trồng được hết luôn, nó không cần phải dinh dưỡng, không cần gì hết, chỉ cần để xuống đất là nó lên bình thường các bạn đó. Hành lá không đó, hành lá mình lấy gốc mình trồng, còn cái trên thì mình ăn. Còn ở đây là cái cây hành hành bogo á các bạn, ở Việt Nam kêu là tỏi tây á, cây tỏi tây á, nó là như vậy nè. Nó mình cũng đưa xuống giống như hành lá vậy, nó lên đọt rồi các bạn. Đây thì mình cũng có cibulet nè, nó sống qua mùa đông luôn, nó tự tốt luôn các bạn, không chăm sóc gì hết. Ở đây thì mình có một ít hẹ ở đây nữa nè, bữa hổm mình cắt hết lần ở đằng bụi bên kia rồi, giờ còn đây mới hẹ ở đây nữa. Rồi không biết tại sao có cái cây này nó chen vô đây rồi không biết cây gì luôn. Giống như tulip nhưng mà không biết là cây gì á. Nó chen vô đây nó mọc luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.
Hồi nãy mình mới cắt cỏ xong rồi đó, dọn dẹp vườn lại cho đỡ, để cho con mình nó ra đây chơi rồi. Tại vì vô mùa dịch nên anh không được đi ra ngoài đâu hết, cho nên hai đứa con mình nó có chỗ chơi đó. Mình cũng mới cắt cỏ xong ha, nên các bạn thấy không, cây cối rồi ra tùm lum hết trơn, chưa làm nhà xong á, chưa có làm được cái sân vườn xong nè, cây cối ngã nghiêng nè. Cái cổng hoa hồng mình làm hồi năm ngoái cái bị bão nó sập hư hết trơn đó. Rồi bên đây mình mới đây mình có cây hoa hồng đó các bạn, mình chưa có trồng xuống đất. Đây là cái nơi mà mình sẽ trồng bắp nếp nha các bạn đó. Còn ở chỗ này thì mình nói mình sẽ trồng tre để che cái bức tường của hàng xóm, nhưng mà bây giờ là mình sẽ gãi cỏ mà mình cắt xong đó, mình gãi cỏ ở đây và chắc có thể mình sẽ trồng khoai tây các bạn. Nguyên hàng này mình sẽ trồng khoai tây luôn. Rồi, coi như là các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là mùa hè tới đây sẽ là một nơi lý tưởng, khu vườn lý tưởng để cho mời các bạn đến chiêm ngưỡng he. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye. Nhà mình còn lu bu lắm nha mọi người, còn tùm lum đồ đạc hết.